Bán luôn rồi hả? Wow, đẹp quá ha. Cái này ghi ít 460 đó, chiếc này mới về mà bán luôn rồi, đi luôn đó. Wow. Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Thì hôm nay cả nhà lại đang trên đường đi đến hãng Lexit đó cả nhà. Thì duyên nợ với hãng này chắc còn dài dài đó. Tại vì hôm trước là may mắn một điều là mình có mua bảo hiểm 4 bánh xe đó. Đặc biệt là chiếc xe này chạy là 4 bánh chạy hết. Xe Uyên Quỳnh mua là NS350 đời 2023, 4 bánh xe đều chạy hết. Nhưng mà bất tiện một điều đó là bánh xe này không có bánh secure. Mình mỗi lần mà cán đinh hay gì đó các bạn là mình phải thay bánh xe mới, không có được giá nha. Bánh xe này họ chế đặc biệt như thế đó, các loại bánh xe khác thì có thể giá được, còn chiếc xe của mình lại không thể nào giá. Mỗi lần mà cán đinh là đều phải thay bánh mới. Và loại bánh xe này khá đặc biệt, cái là mỗi lần mà mình bị cán đinh đó cả nhà, là bánh xe nó không có xì hết liền. Mình có thể chạy được 50 mile nữa cho tới chỗ hãng Lexit đó. Ở này mình cũng cảm thấy nó hơi phiền, lỡ mình đi xuyên bang mà nó bị cán đinh bất tử thì không biết phải tính sao. Chắc phải mua thêm máy bơm để trong xe, lỡ mà cái cán đinh thì gắn bơm lên chạy đi tới hãng của nó chứ giờ sao giờ. Hôm nay thì chạy tới hãng Lexit thì có xe 460 GX và cũng có thêm một chiếc Lexit RX 2023 đó cả nhà, rất là đẹp. Kevin của mình lại thích GX 460 còn nhỏ xíu gì đó. Có một chiếc xe màu đỏ rất là đẹp, một trăm mấy hay là mấy ngàn đó cả nhà. Mình hỏi bé là chiếc này hay chiếc kia mà còn bé vậy lại thích GX 460, chiếc xe to như thế. Còn cha bé lại thích RX 2023. Điều này chắc là phải tốn tiền nữa đây. À mà để quay lại chuyện bánh xe bị cán đinh ha cả nhà. Khi mới đầu chạy lên mình cứ nghĩ là chỉ có một bánh xe là bị cán đinh thôi. Nhưng mà không ngờ khi họ check lại cho mình thì cả hai bánh đều bị cán đinh hết. Và khi họ thay bánh xe cho mình xong rồi họ còn rửa cho mình nữa. Mà hôm trước anh dealer nói là bánh xe này nếu mà thay một bánh là tới 600 mấy đó cả nhà. Mà mình mua bảo hiểm thì có 1.000 mấy thôi, nhưng mà tới 4-5 năm lần mỗi lần thay cán đinh như thế này á, là lên thay là hoàn toàn miễn phí. Tại vì mình đã mua bảo hiểm rồi. Bảo hiểm mua bánh xe như thế này đó cả nhà là chỉ khi mình mới mua thì mình được quyền mua bảo hiểm thôi. Khi mình mua về rồi là mình không có được mua bảo hiểm 4 bánh xe này nữa. Chỉ có lúc mình trả tiền xe đó là mình mua ngay lúc đó thì được. 1.400 mấy là hay là 1.300 mấy gì đó, Quyên Quỳnh cũng không nhớ rõ nữa. Và bảo hiểm thì 4 năm hay 5 năm gì đó, phải lật cuốn sổ ra mới nhớ được. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hãng Lexit để xem thử xem Lexit RS 350 năm 2023 giá bao nhiêu nha cả nhà. Và có một loại xe rất là đẹp, rất là mắc tiền nữa. Nào mời cả nhà. Hỏi người ta đi, hỏi người ta kìa, hỏi hỏi bác hết rồi. Nó muốn mua cái chiếc xe này là có bán xe này không? Có bán là chị này nó tới 650 một chiếc rồi. Dạ. 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 Hi. Where are you going today? What? The Lexit car. Dealer.
dealer Classic. Do you know glasses? Dealer. Chỗ bán xe Lexus. You like here? You like it here? Thích ở đây không? Thích chỗ này không? Kinda. Hả? Sofa? You like it? Yeah, it's debatable. If I had friends, I'd say yes. If I had no friends, I would say no. You have fun here, right? Ủa, hết mấy ly rồi con? Đây là lên ăn uống, ăn chơi thì cũng nghỉ ở đây luôn cả nhà. Chờ lâu nhưng mà cũng tốt. Tại vì họ thay hai bánh xe cho mình đó, xong rồi họ còn rửa xe cho mình luôn. Hồi nãy đông người lắm, bây giờ là bớt rồi đó. Anh chứ. Đây nè, khá đây nè, đây nè. Đây nè. Dạ. Dạ ơi, tôi mình xít rồi. Lên ba chiếc kha, cái kha đó cho con nha. What? Which kha you like? Yeah. Lên lên chạy lên 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 cho mẹ quay con. The smaller one. Which one? You want by that? Uh-huh. Hỏi thằng coi how much. Đi, đi lên đây. You know how to cost. Vào đây, đứng đây đi, ngay chỗ chiếc xe đẹp này đi. You know how that costs. Con coi chiếc xe này how much. It's on sale, man. How much? Bao nhiêu tiền con? Total is 49,000. Wow, too expensive ha. Ở bên đây có chiếc xe này đó. Qua đây đi, gọi lên đó, lấy. Qua đây đi. Rồi, chiếc xe này con thích không? You like this car? And this one is for sale. For sale? Oh, short luôn rồi hả? Bán luôn rồi hả? Wow. Đẹp quá ha. Bill. 170,000. Wow. 107,000. Wow. Too expensive. Huh? Xe này nó đẹp mà nó mắc quá. Imagine wow. All these were 1,000,000. Xe này có hai cửa thôi. Wow. 107,000. 460. Wow. I thought that was expensive. Wow. Cái xe này cơ mình thích không? You like it? Rồi. You like it không? You want this car? Which one you like? I don't know. You don't know, you sure? Wow, chiếc này GX. Wow. Cái này GX 460 đó, chiếc này mới về mà bán luôn rồi. Chiếc này là LC 500. Ủa nó mắc dễ sợ luôn, mắc hơn chiếc xe lớn luôn. Hả? I think all of these been already bought. Đâu, đâu, con thích chiếc này hả? Yeah. You like this car? Which one? Chứ. Nói mẹ thì biết coi tại sao con thích chiếc này. Why you like this car? I like it. Before you like it. Uh-huh. Đây là chiếc này đẹp, cũng đẹp quá, là nó hơi lớn nè. 460 hồi bữa mình đó là mình thích muốn mua chiếc xe này. Nhưng mà điều phụ nữ chạy thì nó hơi thấy nó hơi lớn. Mà bây giờ nó mới về con chiếc mà người ta cũng bán rồi. Sót rồi nè. Xe bên kia 107,000 mà có người mua rồi.
Đây là có chữ sót không? Xe nào mà bán rồi là có chữ sót gì đó. Chiếc nào cũng có cái nơ ở trên, nó rất là đẹp. Nè, cái bên, không nhé. Đọc cho mẹ cái chữ này là chữ gì? Đọc đó, chữ này, chữ đó là chữ gì? GX4660. Cái gì? GX460. Oh, giỏi quá. What is this price? How much? How much? It doesn't even show us. No. Cái mình còn nhỏ mà lại phá chiếc xe này mới ghê chứ. Mình cứ nghĩ là nó thích chiếc xe màu trắng, xe màu đỏ, ai ngờ đó là thích chiếc xe màu này nè, xe này nè. This one cost 91,250 đô la. Wow. Chiếc xe này hôm trước tới giờ mình coi, đây vẫn chưa có người mua đấy. Màu cũng rất là đẹp và cái nơ cũng rất là đẹp luôn. Chiếc xe này không có cái nơ. Xe này mua là phải có bỏ cái trên. Ồ. Từ từ, từ từ. Cái xe này coi nhiêu, giá nhiêu con? Đâu hả? Đẹp quá nè. Từ từ, từ từ con. Bữa nay á, xe mới về rồi nên có nhiều khách tới. And now. Then we got this car. What one? What car you like? This car. What one? This car. And then we have this small car. You want buy this one? Leo vô ngồi đi. It literally costs. How much? $650. Really? Yeah, it doesn't take. It's not that much. Okay. Not that much. Nhưng mà nó nhỏ quá so với con ngồi đó nó chật á. Rồi xin. Ờ. You can fit that. You like that? Uh-huh. Really? Oh, I want to drive it. Try thử đi. You want buy that? Uh-huh. Yeah, sure. Uh-huh. Wow, ở đây đó quá dài chiếc mới. NS. Sao giống chiếc xe mình nè. Thưa Minh. You want buy chứ? Thưa Minh, giống chiếc xe của mình quá. Wow. Chiếc này sao giống hệt như chiếc của mình vậy ta? Oh. Nó mới dài chiếc NS 350 thôi, cái chiếc xe mình nó bỏ vô đây. Oh. OS 350 cái màu y hệt như xe mình luôn. Nhưng mà sao cái đèn nó lại giống vậy ta? Wow. Không biết màu ghế bên trong như thế nào. Cái màu thì nó hơi sáng hơn chút màu ghế. Gì cơ? You want buy this? Coi coi chiếc này nhiêu ạ? Ok. Cái này sao là 100? 100 là 5,000. 280 đô la. Sao chiếc xe này nó lại rẻ hơn chiếc xe kia? Chó con. It costs
sao chiếc này nó cũng giống anh chiếc bên kia mà nó lại rẻ hơn ta? Rẻ hơn 2.000. Giống hệt như chiếc màu đỏ bên kia. Ồ. Khai bên. Come here, you're not. Wow, looks so beauty. Wow. Oh, trời ơi. Wow. Looks so good, huh? Come on, wait, wait. Wow. So cute, huh? Trời đất ơi, xe thấp vậy mà đi không nổi hả? Wow, chiếc xe này chắc mua trần đó. Đẹp quá. Hôm nay là ngày Tết, cho nên nó Tết với lại Noel, cho nên xe màu đỏ về quá chừng. Wow. Chiếc này là 4 chỗ. Xe quá đẹp luôn á. Không. Nhẹ nhẹ thôi. Wow. Chiếc màu trắng bên đây đẹp. Chiếc màu trắng này hôm trước là nó bán rồi mà chiếc này là nó về. Wow. Chiếc GS460 này cái màu giống xe mình. Chiếc cái đèn này nó khác, hơi khác à. Mà nó không ghi giá đâu. Chiếc này màu trắng mà để cái nơm màu đỏ lên nó nổi quá trời nổi luôn, quá trời đẹp. Chiếc xe này giống chiếc xe mình quá. Chiếc màu xanh này coi nhiều. $56,650 mà không có effort này. ES 350. Reese 350. Kevin, cái xe này giống xe mình đó Kevin. Soy car. Hả? You want that car? So I can drive around with it, ma. What the hell? Xe đó con chạy mình sao con chạy đều được? Nó không có mở được á. Xe này là xe mới về. Need a toy car. Cứ ba đi. What's that? Ở chỗ uống cà phê á. Chiếc xe này 2023. 350. Nãy mình đi á, mình cứ thử là chiếc xe của mình ở phía sau. Mình cứ tưởng xe của mình ta đem vô đây. Tưởng đâu là NS. Cái bóng đèn đó, FCA cũng bị hịch. Quá chừng đẹp luôn. Mà về được mấy chiếc cho nên nó khách quá chừng đông tới đây coi luôn. Không có ai để cho mình hỏi chiếc xe này. He say no. Why he say no? He say I don't have enough money. Đứng ra chỗ chính giữa này con. Đứng giữa. I want it.
Đứng chính giữa đó, đứng chính giữa đó cho mẹ chụp con cái coi. Rồi quay lại. Quay lại. Ghê quá. Hả? Gì? À. Hồi nãy nhìn từ xa tưởng đâu cho giống chiếc xe của mình nó đem vô đây không. Chưa, chưa có người mua còn mới luôn á. À, ai? Mà chiếc này không thấy nó để giá lên, nó chắc nó mới về hay sao? Hả? Khác hơn không? Ừ, cái đầu nó khác một chút, nó đẹp hơn. Này chạy hai bánh trước hả? Cái có anh Việt Nam hỏi ổng mà giờ ổng không có đây. Hỏi thử chiếc này giá nhiêu mà chiếc xe của mình giờ đổi lại là lỗ 8.000 tới 10.000 á. Vừa mới hỏi. Hỏi anh giờ muốn đổi lại chiếc mới chiếc khác lỗ nhiêu? 8.000 tới 10.000. Mình không để giá ra, nó mới chạy vô. Ừ, nãy chỗ này trống. Ông Việt Nam nó mất tiêu rồi, hỏi ổng giá chiếc này nhiêu. Không thấy nó đi chợ sót mà nó cũng không thấy bẻ những giá. Chiếc 460 bên đó mới về là người ta mua liền luôn. Chiếc này nó to hơn chiếc mình không? Bự hơn hả? Hả? Đầu ngầu hơn hả? Mà cái đầu này chắc là mới. Bốn sáu mươi hay ba năm mươi hôm nay ông bận quá trời bận luôn, chạy vòng vòng vòng. Ông Việt Nam chiếc đó giống chiếc kia bên kia đó mà nó rẻ hơn 2.000. Ride up. Try that. Let me get something real quick. Sir? This car, I don't see the guy. Huh? This car, I don't see the guy in here. See what? Oh, the price? Uh-huh. I think it's 58. 58? Yes, ma'am. 58. That sale already, shop already? It's already sold. Shop? Wow, đắt quá, ai đông xin được ra. Trời ơi, 58.000. Bán rồi cho nên không có thấy giấy đây. Trời, xe mới về là bán, xe mới về bán. Cái này chắc phải dành nhau mua quá. Kinh khủng khiếp, 58.000 là mới có giá. Chưa có thế, chưa có after, có gì thêm nữa nha cả nhà. Đó, xe này là mới luôn. Sorry. Này là 2023 luôn đó. Wow. 58.000. Chồng mình không thích chiếc xe này. Giờ này tới tối rồi mà ta vẫn còn đi coi xe rất là nhiều, rất là đông. If you, tại vì xe đó có 4 máy, nó muốn đổi lại 6 máy, nó rộng hơn. Yeah. Nếu mà tụi em có xe, tháng này
Khi nào mấy chiếc mà trên đường về đây là bán hết rồi. Tháng sau thì em khỏi. Hổng là chưa có về nữa hả? No. Wow. Từ lúc mà chị mua xe chưa có chiếc nào về. Vậy đó hả? Mấy chiếc này là mấy chiếc cũ không đó hả? Yeah. Hôm bữa em đâu có thấy mấy chiếc này đâu. Em tưởng nó mới về chứ. Màu trắng này, màu đỏ này nè. Vâng, chiếc này thôi nhưng mà mấy cái xe mới nó vô đâu vô gì. Ok, rồi chừng nào có xe mới em lên coi tiếp. Trong này á, Huy có chiếc này khách mua rồi, em bên này á cũng có hai chiếc. Đó, chiếc dưới đó mua rồi. Đúng rồi, em thấy chữ sót yeah. Chiếc đó dưới nhiêu? Chiếc đấy GX á, 460 hình như chiếc đấy là 60 mấy ngàn. Không có luxury phải không? No. Hiện tại không có luxury. Yeah. Yeah. Ok. Chiếc này cũng bán rồi nhưng mà đợi khách lên làm giấy tờ. Yeah. Ok, cảm ơn anh ha. Ok, no problem. I think that one too bán rồi. Yeah, bán nhiều lắm rồi, em thấy bán mấy chiếc luôn á. Yeah. Tại vì hôm thứ tư á có mưa có bão đấy. Đúng rồi. Đấy. Cho nên ông chủ cũng sợ quá, ông bắt mang hết vô đây đâu. Hèn gì em thấy xe nhiều hơn, nó ủa nó mới về hả? Ai ngờ không phải. Cắt lấy hết giờ. Chiếc xe của anh chị gần xong rồi đó. Dạ. Đang rửa nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh nhiều ha. Dạ, anh chỉnh giùm em chưa? Chỉnh dạ. Gì chị? Chỉnh cái đồng hồ. Chiếc xe lên nhé đã. Dạ. Dạ. Cảm nhưng ơn. Mà chỉnh đồng hồ là tại vì nó đang chạy hơn một tiếng không? Nó chạy hơn thấp hơn mấy tiếng á. 4 tiếng đồng hồ luôn hay gì? Ok, để dạ. Cái mình xe lên thì để em coi. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh luôn ha. Ok. Chút hồi em về em trả cái dây sạc pin lại cho anh. Ok. Kevin. Đâu, Kevin đứng lên chiếc xe này đi. Kevin lai chiếc xe này phải không? Uh-huh. Ba chiếc xe này cho thuê Kevin phải không? Ok đây. Đây, đi vô nói xong luôn. Mừng quá. Dây sạc pin cho các anh chủ đây. Bây giờ á mới vừa xong, trời ơi đi từ hồi lúc mà trời sáng tới lúc mà trời tối luôn, còn chưa có ra khỏi đây. Wow, xe mới toàn này. Vô xe. Wow, lạnh quá, có lửa. Wow, xe mới thay hai bánh xe dưới. Mới rửa luôn. Vô, con coi xe. Mới toan luôn. Wow. Hai bánh xe mới chạy có hai tầng cán đinh này lên hai cái đó. Ồ, cái này có lửa lạ ra chưa. Rồi họ cửa xe cho mình luôn. Anh này anh chỉnh cái máy. Làm gì vậy? Lấy vợ vô trời đất ơi. Dạ, để em vô. Rồi mình ngồi sao đi. Cái seat của em ok không? Là số 2. Thường thường ai lái cái xe này? Em không lái. Ok, vậy là anh chị có xem cái xe đình của chị chưa? Đồ á, cái ghế người ta lái đâu á. Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Bây giờ là vậy thôi. Giống như bữa nãy anh xe là số 1 nha. Rồi đi. Số 1 là nó gần hay sao anh? Rồi được chưa? Không. Mình muốn save cái xe thì okay. Mình lên số mấy á, là mình bỏ lên, giống như bây giờ anh muốn số 1 thì em sẽ xem lên số 1. Rồi chị cái ghế của chị là sẽ số 2. Đại khái là như vậy đó. Bây giờ nè. Cái ghế của chị có cái ghế của anh có ok chưa? Ok rồi. Ok, ngồi thẳng lên. Ngồi thẳng lên chút. Chứ đây người ta lái có thể chỉnh như này nè, cái này gần là... không gần quá không, cái này nè đó, đây là muốn cho nó lên tí cũng được, nó hơi thấp không đó,
muốn lên nếu muốn lên thì đẩy nó lên. Ngày hai cứa đó phải không? Bây giờ em sẽ đóng cửa thêm một lần, anh chỉnh lên mấy cái kiến của anh nha. Anh chỉ anh chỉnh rồi đó hả? Kiến đó hả? À, trời đẹp không? Ôi trời, trời trời vừa tối đẹp. Xe trước VS 460. Ok. Rồi. Máy to. Giờ em sẽ đổi anh lên số 1 nha. Vậy thôi. À, set ha, khi nào mình chỉnh xong mình set con cái. Đấy, cái đồng hồ. Hồi bữa tụi anh chạy về nó, ủa sao cái giờ nó lạ vậy? Tại vì anh chị mới đi Hawaii mới về. Mấy cái vàng này đừng có đụng tới. Dạ, tại vì mấy cái đó là cái break rồi cái thắng. Cái thắng khi nào mà anh parking là cái thắng của anh nó on, nó lên tự động. Rồi khi nào mà anh bỏ vô lái xe hay là mình lái hay là mình lui chiếc xe là reverse hay là drive thì nó sẽ release cái parking brake cho anh ha. Vậy thôi. Ok. Cái màn hình này anh chỉnh lại hả? Thấy nó màu nó lạ hơn hôm bữa hả? Cái này là cái tại vì anh chỉ có thêm cái navigation này nữa nè. Cái này nè. Đó. Cái này là chỉ có cái screen nhỏ không anh? Anh chị không có cái built-in navigation. Cái này là cái nhỏ. Thế nên anh chị dùng cái Apple CarPlay đi. Dạ. Apple CarPlay nó để cái bản đồ lên đó chạy. Dạ. Chạy. Và muốn mà split screen đó thì làm gì nè. Đó, cái đó cái split screen đó thấy không? Dạ. Muốn bản đồ thì bự cho nó đụng nó cái là nó bự thôi. Dạ. Ok. Dạ, cảm ơn anh còn nhiều gì nha. Nữa không? Everything good? Ok. Dạ. Còn hỏi seat anh gì nữa không? Cho cháu. Seatbelt lại con. Ok, seatbelt lại. Ok. Còn nhớ còn cái gì nữa không? Vâng, có gì thì gọi em nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ vâng. Dạ. Rồi lái xe cẩn thận về. Dạ, cảm ơn anh. Lùi với mình đừng tới, tới ổn cái đít người ta đó. Wow, trời đẹp ghê quá. Vừa tối nè, nó hồng hồng, xanh xanh. Giờ này mấy giờ mà ta cũng còn làm ha. Mới 5 giờ. Trời ơi, cái nào, mấy bữa nay nó thờ, bảo cái thờ của nó, te tu. Nó quấn quéo lại luôn. Cả nhà có thể thấy đó, mình đi hồi lúc trưa, mà bây giờ xong rồi á là trời tối luôn nè. Thật ra hôm nay thì rất là đông khách, quá chừng đông luôn. Thay bánh xe không là mình phải chờ 3-4 tiếng đồng hồ rồi. Rồi họ hỏi mình muốn rửa xe không? Rửa xe cũng miễn phí nha cả nhà. Rồi họ hút bụi xe cho mình luôn. Tuy là xe mới nhưng mình trèo lên trèo xuống, đi lên đi xuống rồi mấy đứa nhỏ nữa, cho nên nó vẫn có bụi. Và họ rửa xe và họ hút bụi cho mình, giao cho mình y như mới vậy đó. Những người làm ở đây thì rất là vui vẻ, rất là thân thiện luôn. Nhất là mấy anh Việt Nam rất là dễ thương. Tuy là có chờ hơi lâu nhưng mà những người ở đây họ đến họ tiếp mình rất là lịch sự, rất là dễ thương luôn. Bây giờ đi về nhà, trời đã tối như thế này rồi nè. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu các bạn cảm thấy thích, vui lòng bấm like, share and subscribe kênh của mình. Bye bye và hẹn gặp lại trong next video.